vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển Động phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình ngày hôm nay sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lào Cai phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Cây gai xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân tại các địa phương của tỉnh Phú Thọ. Truyền dạy hát then cho thế hệ trẻ tại Tuyên Quang. Dự báo về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai hàng năm tăng cả về số lượng và chất lượng. Hiện tỉnh Lào Cai có 25.000 cán bộ công chức viên chức cấp huyện tỉnh, trong đó có trên 7.700 người là người dân tộc thiểu số, chiếm 30,42%. Cấp xã có hơn 3.100 cán bộ công chức với trên 61% là người dân tộc thiểu số. Hầu hết cán bộ dân tộc thiểu số đủ tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số đã có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn còn chưa cân đối với tỷ lệ dân tộc thiểu số ở địa phương. Do vậy, phải có sự điều chỉnh chính sách và thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ. Thời gian qua, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng băng rộng để đảm bảo kết nối Internet, đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Để thúc đẩy hạ tầng viễn thông, tạo động lực chuyển đổi số, tỉnh Điện Biên cần tăng cường rà soát đôn đốc cơ quan đơn vị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu liên quan theo từng năm. Tăng cường công tác phối hợp tháo gỡ các khó khăn và tạo thuận lợi về phát triển hạ tầng cho các doanh nghiệp viễn thông. Chia sẻ sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường sử dụng chung công trình hạ tầng viễn thông thụ động thông qua việc thẩm định phát triển hạ tầng viễn thông. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang phối hợp với tổ chức vườn thú Denver của Mỹ và trường tiểu học A xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về rừng cho các em học sinh. Các em học sinh của trường tiểu học A xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các nhân viên của vườn thú Denver tổ chức các hoạt động học tập trên lớp và trải nghiệm dã ngoại. Với các nội dung như tầm quan trọng của rừng, mối liên hệ giữa các sinh vật với rừng, mối liên hệ giữa các sinh vật với con người, mối đe dọa của thiên nhiên, môi trường sống và ý nghĩa của rừng khau ca đối với loài vọc mũi hếch, sự cấp thiết trong việc phải bảo vệ các loài sinh vật và loài vọc mũi hếch. Qua đó, các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, vận động người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư, chung tay bảo vệ rừng, bảo tồn loài vọc mũi hếch. Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm. Để chủ động ứng phó với những bất thường của thời tiết, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu phối hợp với các cơ quan truyền thông, tăng cường thời lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi, như đảm bảo chuồng trại chăn nuôi và môi trường xung quanh sạch sẽ, thoáng mát, phòng chống các bệnh ngoài da cho vật nuôi. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình trạng của đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện gia súc gia cầm ốm hoặc bị bệnh để cách ly, điều trị và xử lý kịp thời. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho gia súc gia cầm theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, với ưu điểm trồng một lần, nhanh cho thu hoạch, khai thác trong nhiều năm, cây gai xanh đã được triển khai mở rộng diện tích tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, mở ra nhiều triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Năm 2021, gia đình anh Nguyễn Văn Hậu, xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã tiên phong trồng 4 sào cây gai xanh AP1, thay thế dần các cây hoa màu kém hiệu quả khác. Từ khi gia đình chuyển sang trồng cây gai xanh, đến nay đã đem lại hiệu quả kinh tế giá trị gấp từ 7 đến 8 lần. Đến giờ này, mặc dù mới trồng của cuối năm 2021, giờ này chúng tôi cũng thu được 3 chặt rồi. Thế là đem lại hiệu quả là tính về kinh tế là cũng có giá trị gấp khoảng 7 đến 8 lần so với trồng các cây sắn và cây ca keo. Năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ phối hợp với các địa phương triển khai mô hình phát triển sản xuất cây gai xanh giống mới AP1 với diện tích trên 58 ha, diện tích cho sản phẩm là gần 55 ha. Ngành nông nghiệp và các địa phương của tỉnh Phú Thọ tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích trồng cây gai xanh trên chân đất bãi, đất cao hạn để nâng cao thu nhập, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật khoa học công nghệ hiện đại trong khâu sản xuất và chế biến. Để cho người ta nhìn thấy được thực sự là cái giá trị phát triển, giá trị kinh tế của nó. Đã Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đã xây dựng nghị quyết để nhân giống và phát triển rộng cái mô hình này trên toàn khắp địa bàn xã, mà tận dụng hết các đất đai mà có thể sử dụng là phù hợp với giống cây này để nhân giống, tuyên truyền bà con là trồng cái này. Thực tế đã cho thấy 1 hectare cây gai xanh, doanh thu năng suất cây tươi là 75 đến 78 tấn mỗi hectare, năng suất vỏ khô 3,5 đến 4,5 tấn, cho doanh thu 150 đến 160 triệu đồng một năm, lợi nhuận đạt 70 đến 80 triệu đồng một năm. Bước đầu trồng cây gai xanh tại các địa phương của tỉnh Phú Thọ đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và giải quyết việc làm, thay đổi canh tác nông nghiệp truyền thống tại địa phương, nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều cách làm, mô hình hay để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trong đó có di sản hát then. Qua đó không chỉ góp phần tô đẹp bức tranh đa sắc màu văn hóa dân tộc, mà còn tạo đà cho kinh tế du lịch của huyện từng bước phát triển. Em Nguyễn Mai Phương ở Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, được các nghệ nhân truyền dạy những bài then cổ và đánh đàn tính. Phương rất vui và tự hào vì sau này dù đi đâu, làm gì, mình cũng giữ gìn được nét văn hóa đặc sắc của dân tộc để giới thiệu với bạn bè. Em cảm giác học được rất là nhiều thứ, học được những làn điệu then cổ và biết được nhiều những văn hóa và những làn điệu của thời xưa. Em rất mong là huyện mình sẽ tổ chức được thật nhiều những cái buổi ngoại khóa như này để bọn em có thể tiếp thu được nhiều hơn. Hát then được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những năm qua, cộng đồng dân tộc Tày ở tỉnh Tuyên Quang đã và đang nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình di sản độc đáo này. Đây là lớp học hát then đàn tính được mở tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, đã thu hút nhiều người, nhất là thế hệ trẻ ở trong và ngoài xã đến tìm hiểu, học tập. Lớp học do nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức và nghệ nhân Thàm Ngọc Kiến truyền dạy. Xác định là muốn bảo tồn, muốn phát huy cái giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày và các dân tộc khác nữa thì phải tổ chức các cái cuộc tập huấn, đặc biệt cái then thì then là theo cái đặt lời mới và then lời cổ thì đều là tổ chức thực hiện trong cái cuộc này. Việc mở lớp truyền dạy hát then đàn tính tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng kịp thời những cá nhân có năng khiếu, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc B17 ngày 18 tháng 8 năm 2022. Tỉnh Lào Cai, trời ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Tỉnh Lai Châu, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Tỉnh Điện Biên, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Tỉnh Sơn La, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Tỉnh Yên Bái, trời ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Tỉnh Phú Thọ, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ C. Tỉnh Tuyên Quang, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C. Tỉnh Hà Giang, trời ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.